Hello, đồ gỗ Tùng Tám, xin chào quý khách nha. Vâng, thì trở lại kênh YouTube của đồ gỗ Tùng Tám thì tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị là bây giờ là đúng 2 giờ chiều ngày 18 tháng 2 âm lịch năm 2020. Vâng, thì tôi đang có mặt tại Yên Lập, thị trấn Yên Lập, vâng, để bàn giao cho vợ chồng nhà Ngoan tiếp vâng một bộ sập chân quỳ dạ cá một gỗ hương đỏ Nam Phi. Vâng, lần này lần thứ hai vâng tôi đã trở lại và có mặt tại nhà anh Ngoan tiếp đây, khu chợ phố Yên Lập. Vâng, để bàn giao cho anh chị một chiếc sập chân quỳ dạ cá đây. Vâng, thì trên hình ảnh quý vị nhìn đây là chiếc sập chân quỳ dạ cá bằng gỗ hương đỏ sập trơn tam diện. Vâng. Vâng, thì do ánh sáng nó bị phản ánh sáng của cái bộ kính cửa của anh vào nên là nhìn nó hơi đỏ tươi một chút. Vâng, thì lần thứ hai, vâng, xin lỗi chúng tôi trở lại lần thứ hai là để bàn giao như một bộ sập chân quỳ dạ cá đây. Vâng. Còn lần trước là một đôi lọ lộc bình và một bộ ghế chất liệu bằng gỗ gõ đỏ kia. Vâng. Tiến hành quý vị nhìn cái là một bộ ghế và đôi cặp lộc bình nhá, 1m8 nhá. Vâng, thì hôm nay chúng tôi là bàn giao là một chiếc sập và một bộ sập chân quỳ dạ cá bằng gỗ hương đỏ Nam Phi cổ liền. Vâng, được chúng tôi làm mà dạ cái là dày 10 phân, khuôn tranh là 8 phân, ván mặt 2 phân 2 lá và chân 24. Đây thì được chúng tôi tuyển chọn vân rất là đẹp làn sóng biển. Đây thì đôi lọ lộc bình và lần trước tôi đã lắp cho anh rồi bộ ghế đây. Thì tôi quay chi tiết góc chéo góc cho quý vị tham khảo xem một bộ sập này nhá. Vâng, thì bộ sập này là nó có kích thước là 1m62 quý vị nhá. Vâng. À, rất là đẹp. Thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu một bộ sập trơn tam diện như của anh Ngoan Tiếp ở Yên Lập thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Vâng, cơ sở tôi nằm tại xã Vân Quốc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chuyên gia công và lắp đặt các sản phẩm đồ gỗ tự nhiên như sập, bàn ghế, rồi thì lộc bình này. Đấy. Bàn ghế phong cách đây, lộc bình rất là đẹp ha. Lộc bình bữa trước tôi bàn giao cho anh là cặp lộc bình này là có kích thước là 1m8 nhá. Và đường kính là 55. Rất chỉ là đẹp bằng gỗ sa cơ này, cặp lộc bình bằng gỗ sa cơ. Vâng, thì tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube của đồ gỗ Tùng Tám nha. Vâng, thì xin chúc mọi người thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Và xin hẹn gặp lại quý vị clip sau. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.